Giá phòng trọ tăng cao đã khiến một bộ phận sinh viên, người lao động lựa chọn chuyển sang phòng ở ghép. Mô hình kiểu ký túc xá hay còn gọi là dorm stay là loại hình phòng ngủ tập thể nhiều giường gần đây xuất hiện khá nhiều. Người thuê có thể tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1 đến 1,3 triệu đồng một người một tháng tùy diện tích và vị trí tầng. Điều này đáp ứng nhu cầu của không ít người với mong muốn có chỗ ở trọ với giá rẻ hơn nhiều mà vẫn đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, mô hình này hiện vẫn chưa có chế tài quản lý. Việc sống chung với nhiều người khác cũng sẽ mang đến nhiều bất tiện và tiềm ẩn rủi ro khó lường. Người thuê nên cân nhắc trước khi quyết định.